trời đất ơi cô cái da của con bé này nè mọi người ơi con bé nguyên nha trước đây đã làm bếp nha rồi nó tiếp xúc với à, nắng mặt trời nè rồi nó tiếp xúc với lửa mọi người cho nên là da của nó nám sạm nha chẳng những nám sạm mà nó còn tàn ngang nữa sau đó em tiện mới nói thôi xài cái chai tái tạo xâm vàng phiên bản mới năm 2024 đi nè xài cho da nó đẹp nè mới xài có vài ngày thôi mọi người coi nè da của nó hấp thụ đã ghê chưa mà da của nó nha bông lên thấy rõ luôn nè khi nó bông cái lớp nào ra là nó bay cái lớp sạm tới đó nha bông cái lớp nào da là ở bên trong lớp da nó căng bóng trắng sáng do lần này là bộ tái tạo xăm vàng em tiền nâng cấp phiên bản mới cho nên công dụng của nó là nhân đôi nha mấy bà nha khắc tinh của mỗi lỗ da luôn mấy bà da sạm da nám với mảng chân đinh da không đều màu lỗ chân lông to mụn bọc mụn mũ nha lâu năm cỡ nào cũng tạm biệt luôn nên cái làn da nám nha mấy bà da của nguyên này bây giờ nhìn cả đã chưa căng bóng trắng sáng luôn đây là làn da lúc này của em nó là người thật việc thật luôn nha bà nào mà giống tình trạng của em nguyên thì nhấp liền vô cái vỏ hàng nha em tiền đều có ghi trong bộ sản phẩm bây giờ nó qua tới bức dưỡng rồi cái da của nó đẹp dữ lắm mấy bà ơi căng bóng luôn ai muốn làn da căng bóng giống nguyên nhấp vô liền em tiền tư vấn cho nha